Râu tục cho ếch on hỏi, nẹ cho nam tiền buồn, xùm nàng càng lang thuê đòn, môn đại cho nam chá, phá cho cho nam thơ mấy, cho nam bì bôn mà phải buồn. Nẹ cả nơi khả nông cho nam tiền buồn này, nâng miên liếp xùm nàng càng lang khá lang nơi chồng cho nam này, bọn tòa bì rong tục chua bánh hà, cả lũng ba cho ếch on, nơi khả nông ông lòng bê bồn man khai còn lóc mộng này. Tí mùi, chân nam chó, nè đại ca được khả nông chân nam chó cứ chứa mà nụ đại miên chả rất slot bốt tiếng thẳng, tay tài miên chả rất là ồ, chỗ chất chui nét đọt tầy, đồ chân này hai ban chỉ phụ kê, miên nè sẵn lãnh rộp ăn chả rợn. Nè chân nam chó có chứa mà nụ đại miên cả khách khâm prang prang và cho mốc nâng bánh hà nền đi, làm bây svay rộp ọc ca, làm bây cài prác sai chỉ vật. Phụ kê mình nghe chanh đại ca lũng bạc chung vinh khá luôn nụ tế, bảo chúc mà nụ ạc ra ở rưu chúc ở rưng mình nằm nói phòl. Nẹ ca nơi khá nông chỉ nằm chóp chê diêm chùm nẹ kê mà đòn mũi to tài rơ khá luôn lệnh ruột. Nẹ ca chỉ nằm chó, chúc nâng ốp bạc xạ chỉ trá nơi khá nông bê gần lòng mọc. Bọn ta nơi trong chỉ nằm ní, nâng miên bọc hộp trọp xâm bạc thay đập hiệp, ở vậy vậy nâng bọc bật tớ đôi đồn luôn, nâng miên xâm nàng là ồ. Đại xa tại phụ kê tổ tù bàn chùm nuôi bí mà nụ thoại thân ồ, kháu bì nì. Nẹ chỉ nằm ní có xoay rau ọc ca chỉ trá xâm rạp cả chiên từng mục, bọn can bạc chùm nụ, ca bọn bình khang vị nhiên, nâng sổ khâm mà lập hiệp khang xâm phì rẻ. Phụ kê mình nghe miên cổng hô nở khăn ông cá nghe rưu chỉ vật lòi. Tụi bây chìa phụ kê chú bật tè nâng bánh hạt tối tay cỏ đòi. Có phụ kê tay tài ai cho râu vị thi đầm bây dốc chân nè phụ kê. Đòi xa cả khất khâm răng răng được bỏ phụ kê phụ tòa. Đồ chân này hỏi, nè đại ca nở khăn ông chân nằm chó tay tài miên xâm náng nâng sụp hết miên cùl. Tí bì chân nằm mà sành. Nè ca nở khăn ông chân nằm mà sành cứ chìa mình nổi chân lát. Miền tếp cao xa, hai tay tài chạy chạp do cổ rốt ở các nơi khăn ông chí vật, đảm bây sang chí vật là ơ ạch chó, một nốt phía chả rằng, đại là các nơi khăn ông chí nằm ní, bạn tờ tùa chụp chạy tăng bị khả mềnh, hai phụ kê, tay tài phá lạp đô khôn anh. Đảm bây thư phước ở bầy vấy ở cánh tay bật xa lăng, nơi khăn ông cho mía tỷ mùi, nẹ cao chí nằm mà sang chụp bành hà lũng bạc, nâng ốp xạ chả rằng, bọn ta đòi cao chìa diêm rồi bọc phụ kế cầm phung tay chùm nè rô là vầy vầy chìa bản đa, đòi bác nơi bật thân ô là ố, nâng xâm nàng là ố, nơi bẹ cản đa tì bi nơi chân nam bị bọn mà phải bầy. Chia sẽ đầy, chắc bị khai ní tỏ tử, nẹ đại cao chân nam ở sánh, nâng miên liếp miên chảy, tôi thuốc ở vầy cọ đòi tay tài miên phía bật luôn là ố. Hãy liếp xâm nàng được khả năng ông lòng biển đi, còn nâng miên phiếp trong rong trong rát nâng bò rịp bò đầy nước xâm mạnh mạnh đỏ. Xâm rạp nè thơ, ả chi vật cảm vị này chụp, ní cứ chìa bê về lìa mìa, làm bây lơ cầm bố phiếp khả năng tiền ọ. Chia tu tơ nơi khả năng rời dạ bê ní, nét đại ca nơi khả năng chân nằm mặt sành, nâng tư tư ba nơi phiếp rung rương nâng trọp xâm bạch, đại kê prathana chọn ban chỉ chú bậc hỏi. Nè prakop ả chi vật cảm có rau khơi nè prakot prakong lọ đại. Hãy ạ chí vật cảm đồng nà ca tự đói rồi luôn. Tính tâm nâng này, bốc cực lực đại miên prạc khai của miên ở các trực ban đồng lãng thành nạp phong đá. Bọn tòa bì plạp đô bốc cực lực môi chùm nuôn nơi khăn nông khổ đồng hồn. Tí bầy, chất nam chút, nẹ đại ca nơi khăn nông chất nam chút miên phiếp lập bây lập bánh kháng ai gây phiếp, phiếp chân này bật đất nâng phiếp vấy chất lát bụ kẻ. Bụ kề tay tại xoay rau xe rầy phiếp. Miên cầm nất tùm lìa chả rán, hỏi hiên kết nâng thua ở vầy vầy. Nơi khăn ông chân nàm này cứ chỉ chân nàm bị bạ, xâm rạp nẹ đại ca nơi khăn ông chân nàm chụt. Bọn tay xâm nàng rồi bỏ phụ kê nâng bỏ xà láng, nơi trong chân nàm vệnh. Chia bị xe nơi khăn ông ả chíp ca nghỉ. Rì xây rồi bỏ nẹ miên bắt cài rẻ nâng ca ơn lang khăn bà thiếp từ nâng đàm chân nàm. Cả khách khăm bằng bánh. Nâng phiếp chân này bật đất rồi bỏ phụ kê nơi còn lại thuốc cả. Nâng tổ tù bàn cả tổ tù sqo bì cho vài niê nâng mất rùm cả nghỉ. Ở cả đài mà nâng xe màn đỏ, nâng mực đỏ nẹ cao chân năm chút nơi trong chân năm đi tay mặt đòn. Bà chè cả đáp, nâng bằng hai xe mắt đập phiếp ban lỏ, à chíp nâng miên phiếp luôn bọc lặng. Nơi bê chỗ chân năm bì bốn mà phải buồn. Sẽ này hà nẹ nơ liều, cao chân năm chút rìa xây cái bố thật đẹp. Miên cụ, tùm nẹ tùm nóng, nâng can tài miên phiếp sọc sàn, nâng miên sụp hẹp miên cụ. Ở với đai mà nụ ca, nâng khả nông chân nằm chú tờ dốc chất tục đá cử, rồi biếp chia ba mà nụ,
chỉ mùi tùm nẹ tùm nông chung vinh khuôn, đảm bây chiếc viên bánh hát đài mần chạm bạch, chế tu tử bụ kê nâng miên phía bật luôn lõ nơi trong chân nằm, chỉ mùi nâng xâm nang hề ranh vật thất vệ chân miền. Tị buồn, chân nằm khả, nẹ đại ca nơi khăn nông chân nằm khá, ta anh tài chuộp ở rương lang cho chân nằm nơi khăn nông chân nằm đi, bọn ta nơi trong chân nằm đi, nâng miên xâm nang chân nằm chiêng. Chế bị xe, bị tùm nẹ tùm nông bật tọc luôn mần nụ thay thân nô chỉ chân nằm. Nâng lịch làng đảm bây chui bụi kê cầm chất xâm năng ác rõ rập bọt nét chân nằm khá là. Đôi chân này, nét đại ca nơi khăn nông chân nằm khá là ai cho ruộng giang sạc cầm nơi khăn nông bị thi chúc liếng nâng ca bật chúc trong chân nằm. Đảm bây bằng ca ơn ác rõ rập bụi kê nơi khăn nông ca bụng rích tùm nét tùm nông bà gọp đào con đập hiệp. Ní, chắc át tì bồn chìa vật chìa miên đoàn ác chìp. Nâng trọp xâm bạch hay ranh vật thô rộp bọc bụi kề. Bọn tôi hợp bì chân nằm đo lũng bạ. Ní cổ chì bê đài nẹ cao chân nằm khá. Bị cha rà nà lơ gạt ta mùi chùm nuôn đồ chìa sốc cập hiếp. Nâng xâm mát ở đây. Hỏi riêng trong phai anh ca riêng trong khu luôn ở phan lọ xâm rắp chân nằm thầm mầy.